đã tàn, nhiều lạc thú đã trôi vào dĩ vãng. Trời sắp về chiều và màn đêm đã nhanh chóng vây quanh. Giờ đang say sưa với những dòng lệ tuôn rơi, hãy ngừng nghỉ mà xem, không bao lâu nữa sẽ quá muộn màng để hoàn tất cuộc hành trình. Trong ngày